Hello, xin chào tất cả các bác quý khách hàng đã đến với buổi trưa ngày hôm nay, buổi trưa thứ bảy các bác nhá. Thì buổi trưa ngày hôm nay em lại lên cho các bác một số những cái sản phẩm rất là tuyệt vời của cửa hàng em các bác nhá. Các bác tha hồ có thể lựa chọn những cái sản phẩm mà mình thích các bác nhá. Đấy, buổi trưa ngày hôm nay thì hôm qua có một con như thế này thì đã bán rồi. Còn một cái con nẹp trơn các bác. Hôm nay bóc ra được một con y chang như thế này. Rất là đẹp để cho các bác có thể chúng ta chiêm ngưỡng cũng như chúng ta có thể sưu tầm các bạn. Cái sản phẩm em sẽ quay cho các bác sản phẩm đầu tiên đó là chính là một chiếc đồng hồ FFER các bác nhé, một chiếc đồng hồ FFER các bạn. Đấy, chiếc đồng hồ này thì các bác có thể thấy nó là một trong những phân khúc kỹ các bạn nhé, một trong những cái phân khúc hàng kỹ. Các bác nhìn thấy cái vân của nó đây, một trong những cái phiên bản cực kỳ đặc biệt của người Tây. Thì con này thì bên em còn có một con thôi, hôm trước về một con thì bán một con, còn một con thì con này thì em sẽ giao lưu với các bác với một cái mức giá nó cũng khá là tốt các bác nhá. Kính trên là kính cong các bạn, mặt số nổi, con này đẹp xuất sắc, các bác nhìn thì không có điểm trừ nào các bác nhá, các bác nhìn thì không có điểm trừ nào. Đây gọi là thùng bốn bông các bác nhá, thùng bốn bông. Em nhớ không nhầm thì cách đây một vài năm trước, khoảng cái thời điểm mùa dịch, cái con này khoảng 25 triệu các bạn. Nhưng bây giờ thì giá nó tốt hơn rất là nhiều rồi. Nhưng tất nhiên với những cái dòng mà vân veo của nó kỹ hơn, nó đẹp hơn thì nó sẽ giá trị hơn một chút so với những cái dòng mà nó không vân các bác nhá. Nó là theo cái mẫu của nhà sản xuất thôi. Con này thì con này đổ chuông kìa nhỉ, dựng lên để các bác thử nghe thử. Con này chơi được 4 bản nhạc cơ, bác nào mà chơi được con này thì tuyệt vời này, chơi được con này thì cực kỳ tuyệt vời này. Treo không nhiều khi lại có những cái con mà vân nó đẹp như thế này về được các bạn. Con này mặt số nổi đúng nhá, con này mặt số nổi các bạn. Cái dòng FFER này thì nó có rất là nhiều tên gọi, ví dụ như Zomanet, ví dụ như Odo Mặt Trời, ví dụ như Carillon. Nhưng mà thực chất nó là chiếc đồng hồ FFER. Bản nhạc các bác vừa nghe là bản nhạc thứ nhất của AVE các bác nhá. Bản nhạc thứ hai thì em sẽ lên cho các bác, con này chưa được 4 bản cơ, các bác chán là các bác. Mỗi hôm các bác nghe được một bản được. Đây là bản nhạc thứ hai các bác nhá. Bản nhạc thứ ba. Nó có rất nhiều tên các bác có thể tra trên mạng. Bản nhạc thứ 4 các bác nhá. Là sẽ là bản Webmeter. Sẽ kéo máy ra.
chơi 4 bản nhạc các bác nhé. Chơi 4 bản nhạc. Con này thì đánh 10 gông các bác nhé. Trong đó có 6 gông thép và 1 gông đồng. 6 gông thép, 1 gông đồng. Quả nắp vàng ươm các bác nhé. Quả nắp vàng ươm các bác này. Đấy, các bác có thể đón xem quả nắp vàng ươm các bác. Kim kim ăn ngỗng các bác nhá. Con này giá thì em đang sale rất là tốt trong cái phân khúc hàng đẹp các bác nhá. Thì giá của nó khá là tốt các bạn. Các bác nào quan tâm thì có thể alo cho em các bác nhá. Kích thước đo quài kích thước cho các bác. Tám mươi hai nhân với 57. Bao nhiêu? 57, 82 x 57. Cái con này thì các bác thích hợp để ở các cái chỗ chính diện, ví dụ như là trên cái kệ tivi hoặc những cái mảng tường lớn này, các bác để con này thì rất là tuyệt vời. Con này là nó là FFR các bác nhá. Đây là một phiên bản cao cấp. Ở cái thời điểm sản xuất ra con này đắt hơn con Odo rất nhiều đấy các bác. Nên con này là con FFR. Thiết kế của nó sẽ rất là cầu kỳ. Về được cái con GB các bác nhá, về được cái con GB này, con này thì cũng khá là tuyệt vời các bác nhá. Con này khá là tuyệt vời các bạn. Con GB này thì nó là nu toàn thân các bác nhá. Nó là nu toàn thân, nó là một trong những cái phiên bản cao cấp các bạn. Nó là một trong những cái con nu toàn thân. Kích thước của nó là 90 nhân với 35 các bác nhá. Và nu toàn thân, nó với cái phân khúc sản phẩm này thì em cảm thấy nó kỹ hơn rất là nhiều những cái dòng khác các bạn, bởi vì cái chất gỗ nó làm bằng chất gỗ anh đào các bác nhá, cực kỳ nặng. Con này thì em nghĩ là phải cân nặng của nó phải trên chục cân đúng không? Trên chục cân là phải chắc các bạn. Và cái gỗ thì các bác có thể thấy nhìn cái gỗ nu hết này các bác biết này. Và những cái đường khảm, người ta khảm gỗ ở các cái góc này làm rất là tỉ mỉ và tinh xảo các bác nhá. Rất là tỉ mỉ và tinh xảo các bác nhìn này. Cái gỗ người ta khảm ở góc này. Rất là tỉ mỉ và tinh xảo các bác nhá. Từng những cái đốm nu này các bác này, từng cái đốm nu các bác nhìn này, các bác nhìn chưa? Bởi vì cái nu, mình nhìn cái nu kỹ, nu xấu hay nu đẹp này mình biết ngay. Nu con này nhìn nó rất là đanh, nó kiểu rất là già nu ấy các bác. Không biết là các bác có nhìn thấy không? Còn em cảm nhận thực tế, mắt thấy, tay đang sờ thì cảm thấy nó rất là già nu các bác nhá. Các bác nhìn này, bởi vì những cái đường nét nu của nó rất là mau các bác nhìn thấy không? Nó mu nó mà nó đanh, nó thấm màu ấy các bác, tức là như kiểu là các bác có thể cảm thấy là gỗ nó già ấy. Các bác thấy không? Cảm thấy gỗ nó già, những cái họa tiết đấy, họa tiết vàng các bác này. Thì rất là đẹp, những họa tiết nó mạ vàng nhìn rất là đẹp. Này các bác nhìn này. Đây là cái màu gỗ anh đào các bác nhá. Màu gỗ anh đào thì nó rất là màu nó pha đỏ các bác. Các bác nhìn thế này, nu này các bác này, nó như một cái khung tranh luôn, nó thành khung luôn này các bác nhìn này, nó thành khung luôn các bác nhìn này, nhìn chưa? Nó như một cái bức tranh, một cái bức tranh xin thưa bác là như một bức tranh đá ấy các bạn, nhìn khá đẹp. Ở trên đầu nó cũng là nu các bác nhá, ở trên đầu nó cũng là nu. Những con này thì cực kỳ hiếm các bác nhá, những con này thì cực kỳ hiếm. Con này thì em chỉ có một con duy nhất, và các bác nhìn thấy những cái họa tiết này, những họa tiết này các bác này, những họa tiết rất là đẹp. Các bác nhìn xem họa tiết rất là đẹp. Ở đáy nó như kiểu là một cái bức tranh các bác nhá, bức tranh gỗ nu các bác. Nó như kiểu là nó tròn mà xin thưa bác, mà nó bo, nó như kiểu là một cái bình phú quý các bác hay chơi ấy. Nhìn nó cũng khá là đẹp. Con này khá là nặng. Bên sườn lại thế, nu hết các bác nhá. Hiếm khi tìm được một cái con nu toàn thân. Hiếm khi tìm được một cái con nu toàn thân. Đấy các bác nhìn này. Hiếm khi tìm được con nu toàn thân. Các bác nhìn được chưa? Nhìn nó rất là đẹp.
Con này thì gông của nó thì chắc chắn các bác, con này gông thì đi thi đấu được ngay. Mặt con này thì các bác nhìn đẹp xuất sắc này, cái gỗ anh đào này các bác nhìn này. Này, giày cộp các bác nhá. Giày cộp. Gỗ anh đào giày cộp các bác nhá. Các bác nhìn này, nó giày chỗ này phải mấy phân. Kéo máy ra thử các bác nhá. Gông con này thì dài thướt tha. Gông này gông hay lắm các bác, gông dài như tủ cây như này. Để em thử gõ thử các bác nhá. Để gõ thử cho các bác xem là nó như thế nào. Và nghe hay không? Côn con này thì xin các bác là hay như tủ cây các bác nhá. Và quả nắc này thì quả nắc đây các bác này, quả nắc của nó hình hộp các bác nhá, hình hộp rất là đẹp, to các bác nhá. Đặc trưng của dòng GB tay nắc già, các bác có thể nhìn máy, máy con này là hàng trăm năm rồi. Dòng máy cổ cối xay nhưng mà cực kỳ mới các bác nhìn này. Rất ít sử dụng này, các bác nhìn này, cái thương hiệu GB Gutartpacker của người Đức các bác nhá. Máy đời máy P48 và đây là cái chứng nhận của Hiệp hội Đồng hồ Thế giới, người ta công nhận về chất lượng các bác nhá. Các bác có thể nhìn này. Len keng, con này len keng các bác tìm. Các bác nào chơi thì các bác tìm đâu ra những con như thế này. Thường thường những con này thì màu nó xỉn hết rồi nhưng con này còn rất là đẹp. Còn đây là cái hệ thống ngắt chuông các bác nhá, ngắt chuông. Các bác gạt lên là nó ngắt chuông này, các bác thấy không? Đấy, gạt xuống là mở chuông, gạt lên là ngắt chuông. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Máy len keng, mặt con này khá là đẹp. Đấy. Các bác nhìn này, mặt 18 các bác nhá. Thường thường những dòng cổ này mặt của nó hỏng hết rồi nhưng mà con này thì cái người chủ cũ người ta giữ rất là kỹ các bác. Khóa đây các bác nhá. Cái khóa đây các bác nhìn giúp em. Đây. Cái chống tường có nguyên các bác nhá. Con này cực kỳ đẹp. Khóa tiết này các bác nhìn này. Con này thì cũng về một con duy nhất thôi các bạn. Con này kích thước là 90x135 các bác nhá. Con này thì bên giao lưu các bác với giá là 15 triệu các bác nhá. Bao dầu, bao ship các bác nhá. 15 triệu. Một con duy nhất các bác nhá. Treo con này thì con này 15 triệu các bác nhá. Bao dầu, bao ship các bác nhá. Bảo hành cho các bác là 5 năm. Bảo hành 5 năm về kỹ thuật các bác nhá. Với những con này với những cái phân khúc cực kỳ cao cấp. Sản phẩm tiếp theo, các bác đã nhìn thấy gì? Gì mặt men ạ? À? Gì mặt men ngà đúng không ạ? Gì mặt men ngà nhưng mà các bác chỉ nhìn thấy mặt hay nhìn thấy mặt 18 đúng không ạ? Các bác đã, bác nào nhìn thấy gì mặt men ngà đường kính mặt là 20 các bác, thùng đẹp các bác nhá. Thùng đẹp, thùng các bác có thể nhìn thấy này. Được cái thùng này thì được những cái ô kính cửa này thì người ta gọi là kính dạo kính mài các bác nhá, rào của nó là rào đồng cổ các bác nhá. Đây là một trong những cái đời cối xay rất là sâu tuổi các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kính dao 10 mảnh các bác nhá, 10 mảnh gọt rũa cực kỳ tỉ mỉ và tinh xảo các bác nhá, 10 mảnh các bạn, 10 mảnh với những cái đường tràn hạt chặt bi như thế này các bác có thể thấy. Một trong những cái phân khúc cực kỳ kỹ, các bác cứ nhìn cái thùng nào mà nó đơn giản mà nó rẻ rẻ các bác ở bên Tây thì các bác có thể nhìn thấy là nó trơn tuột các bác, thì nó không có gì điểm nhấn cả. Nhưng những cái con nào mà nó đẹp, nó độc đáo một chút thì người Tây người ta trang trí khá là nhiều các bác. Mặt này mặt 20 các bác nhá, mặt 20, mặt con này mặt 20 đấy. Và mặt đây là mặt men 73 nô các bác nhá. Chỉ có một cái ngoặc ở số 7 này thôi mà nó khác với cả một cái con mặt mà không có ngoặc số 7, nó cách nhau mấy triệu được các bác. Bởi vì sao ạ? Cái dòng 73 đô này có thể ở nước mình cái số 7 nó không may mắn, nhưng ở bên châu Âu các bác nhá thì số 7 này xin thưa bác là người ta mang lại may mắn các bác nhá, mang lại may mắn ở cái số 7 này. Ở bên châu Âu thì có rất là nhiều những cái ngân hàng ví dụ như Seven Bank các bác, và rất là nhiều ở bên đấy là số 7 là may mắn các bạn. Và điểm đặc biệt nó thể hiện ở cái phiên bản cao cấp số 7 có thêm cái gạch này các bạn nhá, người ta gọi là số 7 Bano các bạn.
các bác mà nhìn ở những cái con khác, ví dụ như con Verdeck này số 7 không bao giờ có cái gạch như thế này các bác nhá. Nó thể hiện nó cực kỳ hiếm đấy các bác, nó có phiên bản đấy nếu các bác nào tìm, và nó ở dòng mặt 20, mặt men ngà các bác nhá. Một cái mặt này không cũng rất là giá trị. Em sẽ kéo máy ra để mời các bác xem. Đồ đoàn còn đẹp hết này các bác này. Đi này. Tay khóa đồng này. Các bác nhìn này, tay khóa đồng này. Rồi logo của hãng này, củ công xanh bộ đội là còn nguyên, nguyên xì các bác nhá. Máy chuẩn. Là máy đời cuối xay các bác nhá. Máy đời cuối xay các bạn. Tay nắp 104. Các bác có thể nhìn thấy đây. Đó. Máy móc cực kỳ đẹp. Đây, còn có những cái con này thì đồ đạc của nó không còn thiếu cái gì, nó như kiểu hàng cận lót đấy các bác. Mặt men này các bác, mặt men 20, mặt men số 7 Vano. Một cái mặt này không thì cũng cực kỳ giá trị cao đấy các bác nhá. Cái mặt này không mười mấy triệu. Mặt 20 này. Chưa tính thùng, chưa tính máy đâu. Cái này thì bác nào, nói chung là cũng không phải ai chơi cũng chơi được con này các bạn. Phải các bác nào người ta chơi sưu tầm và người ta biết về đồ. Còn thực sự bác đồng hồ có 1 triệu cái đồng hồ, có cái chục triệu, cái trăm triệu, nó rất là vô cùng các bác nhá. Thì các bác cứ lựa cơm gắp mắm, chơi theo sức, cũng chơi theo cái nhu cầu của anh em mình. Con này thì nó là con Di cuối xay 5 gông các bác nhá. Mặt 20 số 7 ba lô. Đây này, số 7 các bác cứ chú ý giúp em này. Đi mua nhá, cái số 7 này nó có thêm cái gạch này, người ta gọi là giống 7 ba nô các bác nhá. Số 7 đeo một cái ba nô thì thực sự các bác là nó cực kỳ giá trị các bác nhá. Con này thì bác nào quan tâm thì bác cũng sẽ gọi điện cho em các bác nhá. Con này âm thì chắc chắn là hay rồi đúng không ạ? G số 7 ba nô. Tiếp theo em sẽ giao lưu các bác một chiếc đồng hồ Odo 36. Tiếp theo giao lưu các bác một chiếc đồng hồ Odo 368 các bác nhé, một chiếc đồng hồ Odo 368. Thì chiếc này thì thực sự các bác, cái này thì phải bác nào hiểu về nó và sưu tầm về nó các bác nhé, hiểu về nó và sưu tầm về nó thì các bác mới đánh giá cũng như nhìn nhận được một chiếc đồng hồ. Cái chiếc này được gọi là chiếc Odo 36 đời đầu tiên sản xuất của dòng 36 các bác nhé. Chiếc này gọi là đời đầu tiên của sản xuất của đời 36 các bạn. Đời đầu tiên các bạn nhé. Đời đầu tiên của dòng 36 tức là nó chính là cái đời 3 phách hở các bạn nhé. Đời 3 phách hở các bạn. Nó được sản xuất vào trước những năm 1930 các bạn. Trước những năm 1930. Các bác chơi những con này thì thực sự các bác vách nó rất dày, trục nó rất to. Gần như là rất ít lỗi, rất ít hỏng và âm thanh nó hay các bạn nhé. Mà giá nó lại cực kỳ tốt các bạn, giá nó cực kỳ tốt ạ. Thì lát nữa thì em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách mà các bác chọn một cái con đồng hồ đó nha. Vì sao các bác con này tốt, con kia xấu, mà vì sao giá nó lại cao, giá nó lại thấp các bác nhá. Thì lát nữa thì sau khi mở máy ra thì em cũng sẽ chia sẻ cho các bác một chút gọi là những cái kiến thức mà em biết được các bác nhá. Thùng này thì thùng dài, hai bên là kính kim cương, hai bên của nó là kính kim cương các bác nhá. Hai bên là cái kim cương rất đẹp, khi quả nắc nắc đi nắc lại qua hai kính rào pha nê dày như thế này các bác nhá, thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng các bạn, nó tạo đến một cái hiệu ứng, nó phản chiếu vào ánh mắt của chúng ta khi nhìn vào qua các góc cạnh như thế này, nó rất là óng ánh, nhìn nó rất là hay. Thì bây giờ chúng ta mang về nhiều như vậy thôi, chứ còn trước kia ở những cái phiên bản này thì những cái người kỹ sư bên Tây, đặc biệt là những cái người kỹ sư hạng A của Odo, xin thưa bác là họ cũng tính toán hết rồi. Những cái bông hoa hồng thì các bác có thể nhìn thấy đây. Những cái bông hoa hồng các bác nhìn giúp em. Những cái bông hoa hồng đây. Nó đan xen các bác ạ. Nó quện vào nhau. Nó đan xen vào nhau, chúng ta nhìn như một bức tranh thổ cẩm các bác nhá. Hai bên là bốn góc là bốn bông hồng. Hai bên bốn góc là bốn bông hồng các bác nhá. Mặt là mặt bát giác đứng. Mặt là mặt bát giác đứng. Quả nắp là quả nắp đồng đó nhá, quả nắp là quả nắp đồng. Mặt là mặt bát giác đứng, sẽ dựng lên để cho các bác nghe chuông. Dựng lên cho các bác nghe chuông. Cái này thì nó là cái vết băng dính các bác nhá, em lau đi là hết.
Con này nó chơi được hai bản nhạc. Nó đang đánh bản quét đấy. Còn mắc của nó đang ở dưới côn rồi nhá, em sẽ mời các bác nghe lại chuông. Chuông nó cực kỳ hay, nó là chuông điểm giờ cực kỳ hay các bác. Mà nó chơi được hai bản nhạc các bác nhá. Một bản này gọi là bản Ford này các bác này, có cần ga từ dưới này. Đây bản Ford các bạn nhé. Chúng ta cùng đi, đúng không ạ? Đúng không anh nhá? Nó chơi hai bản nhạc. Đặc biệt là bên em có tem bảo hành kỹ thuật các bạn nhé. Các bác chơi mua sản phẩm này sẽ có tem bảo hành các bạn nhé. Và các bác được bảo hành là 2 năm. Em sẽ mặt con này mặt nghệ thuật các bạn nhé, mặt số nghệ thuật. Ở đây là cái tên của người chủ cũ này các bác này. Ngày xưa người ta ra mua là người ta sẽ yêu cầu cửa hàng là dập luôn tên của người ta vào, người ta cá nhân hóa vào đồng hồ các bác nhá. Nó gọi là full option thì các bác. Thì có thể kéo máy ra để mời các bác xem. Con này còn Odo các bác nhá, con này còn Odo. Thì đời này là đời đầu tiên của dòng Odo sản xuất trước năm 1930. Đời này là đời khai sinh đập địa là dòng Odo 36 các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy cái chuyện của nó đây, Odo đây, 36 đây. Đời này thì người ta còn từ cái lúc người ta còn chưa sản xuất ra ốc và người ta mới sản xuất ra cái phe cài này thì người ta cài. Nhưng mà thực sự các bác này, nó rất bền và nó không bao giờ trờn các bác nhé. Thì vì sao cái giá của dòng này nó lại tốt hơn mấy cái con ví dụ ba vách bệt hoặc vách xoáy các bác nhá? Bởi vì nó rất là đơn giản như thế này thôi. Ở những cái dòng Odo 3610 các bác nhá, anh chị em làng nghề mang về chúng ta nâng lên thì thường nâng lên ở một con vách cam cắt vách hoặc một con vách xoáy, hoặc đỉnh cao hơn nữa là ở một con vách bệt thì người ta nâng lên nó thành con 3610, người ta bán được giá rất cao các bác nhá. Ở những cái dòng này thì nó là đặc trưng của dòng 363 vách hở. Không ai người ta nâng lên từ con này, nâng lên thì nâng được các bác, nâng lên rất khỏe. Nhưng mà xin thưa bác, nó không mang tính chất là gọi là không mang tính chất là như kiểu là để gian dối được ấy các bác. Đâm ra là dòng này thì ví dụ các bác nào muốn mua một con Odo 36 mà có nhiều bản nhạc để chơi mà chọn đơn giản vì âm hay, bền mà giá tốt thì các bác nên mua con này giúp em. Riêng dòng này em bảo hành cho các bác 5 năm không hỏng các bác. Đấy, côn dài như đồng hồ tủ các bác nhá, côn dài như đồng hồ tủ các bác có thể nhìn thấy giúp em luôn. Con này em giao lưu các bác với giá là 9.200.000. Em bao no dầu cho bác luôn, 9.200.000 bao no dầu. Các bạn nhé, cực kỳ đẹp. Sản phẩm tiếp theo đó chính là một con Verdeck đuôi chuột, dòng tay nắp 45, một trong những cái dòng mà nó
rất là cổ quái các bác nhá. Hôm nay thì thật sự các bác là hôm qua có một con nhưng mà cũng bay đi rất là nhanh. Thật sự các bác là khi vừa lên video là các bác chốt hết. Và các bác có nhắn lại là hỏi cái số điện thoại của bác kia để các bác lấy lại, nhưng thực chất không ai người ta bán đâu các bác. Các bác chốt thì các bác phải quyết đoán lên thôi các bác. Bởi vì những cái dòng, em xin phép được nhắc lại, những cái dòng VRF 45 này nó cực kỳ hiếm. Nó là đời đầu tiên của dòng VRF các bác nhé. Nó là đời đầu tiên của dòng VRF tay nắp dài. Nó thường xuất hiện ở những cái dòng cao cấp đục đẽo nhiều, ví dụ như là Song Tiện, với những con thùng cực kỳ dài, vượt khung vượt cỡ, các bác có thể nhìn thấy đây. Và so sánh với cả một con Song Tiện thì các bác này, một con Song Tiện bên này, đây một thùng của một con VRF 45, thì các bác có thể thấy là nó là tương đương các bác nhá. Chúng ta hiểu được độ khỏe của máy và tay nắp của nó dài như thế nào. Củ côn của dòng 45 thường là củ côn vuông, gông dài con này thì khoảng trên 50 các bác nhá. Thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác về một cái thùng đặc trưng của dòng con VRF này. Các bác có thể thấy là cái thùng đặc trưng của dòng VRF 45, thì các bác có thể nhìn thấy là cái thùng nó sẽ dài hơn như con khác một chút. Thường nó sẽ ở những con Song Tiện hoặc nó ở những cái dòng thùng nó đục đẽo nhiều các bác nhá. Nó là đặc trưng của cái dòng 45 rồi. Nó cổ. Các bác nhìn thấy đuôi này, thấy những cái họa tiết hai bên là hai quả đào này các bác này. Hai bên là hai quả đào bông hồng này các bác này. Bông gần như là, xin thưa bác, mà mình cảm thấy nó như kiểu là tùng trúc cũng mai các bác, nhưng mà thực chất nó là hoa tây đó nhá, nó là hoa tây. Hai bên các bác nhìn thấy đây này, nó rất là, xin thưa bác, là đục đẽo nó kỹ các bác nhá, đục đẽo nó kỹ này các bác nhìn này. Cái loại các bác nó làm kỹ, nó quyết định về giá thành chiếc đồng hồ các bác, nhân công ở bên châu Âu người ta cao mà, các bác nhìn này, hoa này các bác nhìn thấy không? Đó. Hai bên hai bông hoa, mặt là mặt 20, con này đẹp xuất sắc các bác nhá. Mặt trên mặt kính cong này, mặt dưới là kính oval này các bác này. Em về đôi các bác nhá, đây này, một đôi thì hôm qua thì một con, có một bác lấy một con này với cả một con Carex rồi, bán xong thì hôm nay bỏ nốt con này ra bán nốt các bạn. Hôm qua bán còn không biết giá cơ, bán xong rồi thấy các bác tranh nhau thì bắt đầu mình mới xem giá nhập, chứng tỏ giá nhập con này mua ở bên kia cũng cao các bác. Chuẩn, đời này quả nắp chrome hết, tay nắp dài hết. Khóa này như nhau đúng không nhá. Và gông em sẽ rút máy ra và em sẽ đo gông cho các bác. Gông này nhớ không nhầm là gông nó phải năm mươi mấy phân. Gông bình thường của mình nó chỉ rơi vào tầm có con 30 mấy, con 40. Con này gông em nghĩ nó phải 50 mấy phân thì nó mới cho ra chất âm tương đương với đồng hồ tủ như vậy. 54 côn 54 phân, nó là dòng côn tiêu chuẩn của các dòng côn dài, ví dụ như Di Hoa Thị ở phiên bản đặc biệt cao cấp của nó như vậy. Và củ côn tiêu chuẩn của dòng đồng hồ tủ là củ côn vuông các bác nhá. Đấy, quả nắp đây, hai bên là hai cái chốt các bác nhá. Máy của nó, máy là máy 45 các bác nhá, máy 45 các bác có thể nhìn thấy đây, máy 45 đó nhá, máy 45. Dòng máy này thì lúc nào nó sẫm màu hơn các cái máy khác, bởi vì sao ạ? Hàm lượng đồng nó cao, các bác biết rồi, hàm lượng đồng càng pha trộn thì nó càng vàng, hàm lượng đồng nó càng cao thì nó càng sẫm. Và đời cổ khi ngày trước người ta làm nó chưa tính toán nhiều về cái em cho quay chuông, chưa tính toán nhiều về cái kinh tế các bạn ạ, thì sẽ thì người ta sẽ làm nó không kiểu ăn bớt. Sau này thì chuông này thì thực sự các bác là không hay thì em tặng các bác cái đồng hồ luôn. Đúng nhá. Dòng 45 của nó thì nó hay, người Tây người ta ví là tương đương Odo 36 thôi. Tương đương Odo 36 các bạn. Có khi còn hay hơn những con Odo 36 vậy. Nòng máng phải bạc mới ăn được nó, chứ còn nòng máng đen thì chắc không bằng.
một chút để nó vừa về xong em phải thử chuông cho các bác, chỉnh lại búa. Hoặc như các bác chỉnh búa thì các bác cứ bẻ đánh chính xác thôi, nó cách côn tầm khoảng 3 ni thì là âm ra khá hay, và để càng lâu đánh càng hay nhé, bởi cái da vồ nó đánh vào côn thì nó tạo ra một cái vết các bác nhé. Hay hơn Uno 36 đúng không ạ? Chuông này thì cực hay, em bảo không hay thì em tặng các bác cái đồng hồ quá zin này các bác này, quá zin này, quá đẹp luôn, các bác chú ý nhá. Những con như thế này thì không có nhiều các bác nhá, không có nhiều mà thùng nó cũng đẹp các bác nhá. Bác nào mà có những con như thế này dòng 45 thì có thể liên hệ với em các bác nhá, em đang có khách đặt các bạn, nhưng mà hàng đẹp về thì em vẫn phải lên sóng các bạn, nếu mà bán luôn thì xin đưa bác hết cái mà quay. Kích thước là bao nhiêu? 92 nhân bao nhiêu? 33. 92 nhân 33, giá em giao lưu của bác con này nguyên bụi chưa bao ship 6 triệu. Em còn một con nữa các bác nhá, còn một con nữa nó là con song tiện. À, một con song tiện các bạn nhé, một con song tiện thì con song tiện đơn các bạn, nó dáng kiểu mái vò các bạn. Con này là con Kenji các bạn nhé, con Kenji Zindep nguyên bản các bạn, vừa về mặt đây, nắp đây, nắp vàng. Con này thì các bạn lấy thì nó sẽ có 4 con tiện nữa, thế em sẽ giao lưu các bác với giá là 6.300.000 các bạn nhé, 6.300.000 giao lưu vui các bác một con song tiện 6.3 triệu nguyên bụi, 8 gương 8 búa các bác nhé. Con này là hôm nay em xả sâu đây các bạn, các bác nào ham rẻ thì các bác có thể chơi con đó. Và một trong những chiếc đồng hồ Verdes, một trong những phiên bản rất đặc biệt, thùng to, thùng khá là to, khá là to các bác nhé. Đấy, các bác nhìn xem con này mà các bác treo ở trên bức tường phòng khách thì nó rất là tuyệt vời. Con này nó đẹp leng keng các bạn, gần như là vừa xuất xưởng các bạn, đẹp lắm. Các bạn nhìn xem kính ở phía dưới là kính trắng thủy các bạn nhé, kính bông hoa, kính trên là kính cong, mặt số nổi mạ chrome các bạn nhé. Con này nó rất là đẹp các bạn. Mặt kính cong các bạn nhé, mặt số nổi chrome. Cái này là nó có con ốc bắt vào đây các bác nhá, con ốc bắt vào đây. Con này mở chuông các bác nghe thử các bác nhá. Con này các bác đợi em một chút, nó vừa về các bạn. Nó vừa về thì em phải mở cái côn nó ra để em thử cái chuông cho các bác một chút. Rồi. Con
con này khả năng nó vừa về các bạn, nó khô dầu, sẽ kéo máy ra cho các bác xem. Khô dầu với các bác, gông dài gần chạm thùng, gông này cũng rất là hay. À, máy vàng ươm, máy gần như mới các bạn. Máy này gần như là chưa mở luôn. Vodex đời máy 37 các bạn nhá. Gông dài thướt tha các bạn. Gông lượn sóng luôn các bạn. Cái vách thùng này các bạn, nó chọn gỗ cực kỳ tốt, 808 búa. Em sẽ thử lấy cái khóa, em thử gõ thử cho các bác. Còn nắp này, còn này đầy đủ hết đồ. Chuồng rất là ngân này các bạn này. Chuông này đảm bảo các bác là hay luôn, coi nhá. Chuông này đảm bảo các bác là hay luôn, nó khô dầu các bác. Những cái mặt số nổi chrome như thế này thì thực sự các bác là còn đẹp như thế này nó rất là ít. Thường là người ta sẽ về, người ta sẽ làm lại các bác, làm lại nền các bác. Nhưng con này còn đẹp nguyên bản như thế này rất là ít, nó leng keng luôn, chrome hết các bạn. Con này em giao lưu các bác với giá là 11 triệu các bác nhá. 11 triệu em sẽ bao dầu cho bác luôn. 11 triệu bao dầu cho bác luôn. Kích thước của nó là 60 nhân với 50 các bác nhá. Tổng cực kỳ to. Ok các bác nhé, các bác nào quan tâm thì sẽ liên hệ qua em qua hai số điện thoại em ghi góc màn hình. Và nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi. À, và sẽ quay cho bác thêm một chiếc đồng hồ Carex các bác nhé. Cái dòng này là dòng Carex máy lớn các bạn nhìn cái vân gỗ người ta chọn đẹp không này. Hai bên là hai đường chỉ chrome các bác nhé. Hai bên là hai cái đường chỉ chrome các bạn. Đó. Cái vân gỗ sọc sọc các bác nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Ở những cái dòng gỗ già các bác nhá, nhìn cái vân gỗ này, gỗ Tây em không biết là gỗ gì nhưng mà thực sự nếu mà nhìn ra gỗ Việt nhìn rất giống giống kiểu vân của gỗ chắc các bác nhỉ. Đấy các bác thấy không? Tính dọc kim cương hai bên hai đường chỉ nẹp chrome các bác nhá. Ở phía trên cũng là cái tay cầm chrome các bạn. Đó. Mặt là mặt 20 các bác nhá. Con này các bác nắp vào con Odo 36 cực đẹp này. Rất nhiều các bác bảo là cái tầm tiền nên quanh dưới 10 triệu chơi con nào âm thanh nó ngang ngửa Odo 36 thì em hay giới thiệu các bác là con Carex cả con Verdex các bạn. Như con này khá đẹp này. Chuồng ngân cực kỳ luôn. Chưa chỉnh nhíp đấy các bác, là chuông nó như thế rồi. Các bác nghe không? Này, quả nắp này, quá đẹp luôn các bác. Tìm đâu ra được con như thế này? Kéo máy ra để cho các bác xem. Những dòng máy này thì nó đắt hơn dòng máy cỏ khoảng 2 triệu một con này các bác nhá. Nhìn cái dòng máy to này các bác nhìn này, máy này máy rất là to, máy này người ta hay dùng nâng lên Odo 36 bản gai này các bác này. Rất nhiều anh em nâng lên từ con này máy nó khỏe. Các bác nhìn này. Cấu trúc tương tự như con Odo 36 vách bể các bác nhá. Logo đây. Đấy. Đo cho bác cái kích thước máy để các bác có thể xem và so sánh. Con này 14,5, ngang là bao nhiêu? Cũng
vuông nhỉ. Con này vuông 14, nó gần như là 15 x 15 các bác. Máy thấy mới khủng nhỉ các bác, gông đồng này, ngân nga như chung chùa các bác nhá. Không chơi con này chơi còn gì. Em sẽ đo kích thước và em sẽ báo giá các bác luôn. Con này khẳng định các bác là chuông hay luôn các bác nhá. Lau dầu này em chỉnh các bác chuông hay luôn. Đo kích thước cho các bác luôn. À, con này các bác treo thì cứ phải gọi là đẳng cấp. Hôm qua có một con như này. Sáu chín trên ba sáu. Con này mặt 20, lắp Odo 36 được không? Hôm qua có một con như này giao lưu cho một bác rồi thì cuối cùng xin thưa bác là bán rồi mà khách khác hỏi mua lại cộng tiền thêm, bác không bán lại mà thợ với thợ với nhau. Sự các bác. Con này thì em sẽ giao lưu các bác 7.500.000 bao dầu bao ship các bác nhá. Với những cái dòng mà nó không có cái nẹp, hai cái nẹp này em sẽ bớt cho các bác khoảng 1 triệu. Nhá. Nhưng con này có nẹp chrome, có tay nắm chrome. Hình thức máy đây, em giao lưu các bác 7.500.000 bao dầu bao ship toàn quốc các bác nhá. Như vậy thì một lần nữa cảm ơn các bác đã theo dõi ạ.